Ngày hôm nay cận thị là chuyện nhỏ, không nhìn rõ thì đeo kính, nặng hơn thì áp tròng, không thích nữa thì bắn laser. Cận bao nhiêu độ vẫn lái xe, vẫn đọng chữ, vẫn dùng điện thoại ngon lành, miễn là có kính hoặc là đi mổ. Nhưng nếu quay ngược thời gian về vài trăm năm, vài nghìn năm trước, thì mắt kém không phải là chuyện sinh hoạt mà là chuyện sinh tồn. Hãy tưởng tượng bạn là một thợ săn nhưng không nhìn rõ con thú từ xa. Bạn là lính nhưng không thể phân biệt nổi đâu là quân mình, đâu là quân địch. Bạn là thủy thủ nhưng nhìn bờ biển mà mờ mờ như xương. Thì kết cục thường chỉ có một là chết sớm, hai là bị loại khỏi cuộc chơi. Ngày xưa không có khái niệm cận thị, người ta không đo độ, không đeo kính, không gọi tên bệnh. Ai nhìn kém thì đơn giản gọi là mắt yếu, mắt mờ, già rồi hoặc là sinh ra đã như vậy. Và xã hội thời đó cũng không có nghĩa vụ phải thích nghi với bạn. Ngược lại, bạn phải tự thích nghi hoặc là bị bỏ lại phía sau. Vậy thì kính mắt đã ra đời như thế nào? Trước khi có kính mắt, con người chống cận bằng cách nào? Cách đầu tiên cũng là cách bản năng nhất, đó là nheo mắt. Nheo mắt làm giảm lượng ánh sáng đi vào, khiến hình ảnh bớt nhòe. Về mặt quang học, nó giống như bạn khép khẩu máy ảnh lại, hình tối hơn nhưng nét hơn. Đến tận ngày nay, nhiều người chưa đeo kính vẫn vô thức nheo mắt khi nhìn xa. Đó là một phản xạ sinh tồn kéo dài hàng nghìn năm nay. Cách thứ hai đó là đưa vật lại gần hơn. Người lão thị thì cầm sách xa ra, người cận thị thì dí sát vào mặt. Bởi vì ở một khoảng cách nhất định, mắt vẫn có thể lấy nét được. Nhưng đổi lại, cổ đau, lưng gù và rất nhanh mỏi mắt. Và điều quan trọng không phải cái gì mà cũng dí sát mắt vào mà nhìn. Cách thứ ba là cách tiêu cực nhất, đó là tránh xa những việc cần phải làm. Người cận thị thời xưa hiếm khi làm lính tiền tuyến, hiếm khi đi biển, hiếm khi săn bắn. Họ dạt về những nghề gần mắt, thủ công, làm ruộng, dệt vải. Không phải vì họ chọn mà vì xã hội bắt buộc phải chọn. Và điều cay đắng nhất, phần lớn những người đó không hề biết mình cận. Họ nghĩ rằng mắt mình vốn kém hơn mắt người khác mà thôi. Nhưng rồi đã có những thứ làm thay đổi cả con người. Chúng ta đang nói đến đã đọc sách, một phát minh nhỏ bé nhưng cứu cả một thế hệ người già. Khoảng thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, người La Mã đã phát hiện ra một điều rất tình cờ. Đó là nếu bạn lấy một mảnh thủy tinh lồi hoặc một viên đá trong suốt đặt lên chữ viết thì chữ sẽ to hơn và rõ hơn. Thứ này được gọi là đá đọc sách. Ở đây chúng ta đang nói đến những người bị viễn thị nhá. Nó không phải là kính, không đeo lên mặt, chỉ đặt lên văn bản. Nhưng với những người viễn thị hoặc lão thị, tức là những người già không đọc được chữ nhỏ, đó quả thật là một phép màu. Lần đầu tiên trong lịch sử con người nhận ra rằng vật liệu trong suốt cộng với hình dạng phù hợp thì có thể giúp cho mắt người nhìn tốt hơn. Tuy nhiên đá đọc sách chỉ giúp nhìn gần, nó không giúp những người cận thị nhìn xa và nó vẫn rất bất tiện. Nhưng dù sao đây cũng là viên đá đầu tiên đặt nền móng cho kính mắt. Đến khoảng cuối thế kỷ thứ 13, rất lâu sau, tại miền Bắc của nước Ý và ở khu vực Florence cũng như Venice, một điều quan trọng đã xảy ra. Những người thợ thủy tinh vốn đã rất giỏi vì truyền thống làm kính màu nhà thờ, bắt đầu mài thấu kính có chủ đích. Họ không chỉ làm cho đẹp mà làm có chủ đích thực sự. Họ có hai thấu kính lồi ghép lại, gắn bằng khung gỗ hoặc kim loại, đặt lên sống mũi hoặc cầm tay, và kính mắt đã chính thức xuất hiện. Bắt đầu kính rất đắt và rất hiếm, và gần như chỉ dành cho tu sĩ, học giả, những người chép sách, những người sống bằng chữ viết. Kính mắt ra đời không phải để giúp người nghèo đâu, mà để giúp những người có tri thức tiếp tục làm việc khi già đi. Cụ thể về trường hợp của kính cận, tức là loại kính dùng thấu kính lõm để giúp người nhìn xa rõ hơn, thì nó chỉ thực sự xuất hiện và được sử dụng rõ ràng từ khoảng thế kỷ thứ 15. Nghĩa là kính lão xuất hiện rất sớm và kính cận phải vài thế kỷ sau mới xuất hiện. Lý do của sự chậm trễ này không nằm ở kỹ thuật mà nằm ở nhu cầu xã hội lúc bấy giờ. Sự thật là xã hội cổ đại và trung cổ không cần nhìn xa nhiều như chúng ta vẫn tưởng. Phần lớn cuộc sống con người khi đó vẫn xoay quanh một không gian rất hẹp. Một người nông dân sống cả đời quanh làng, cánh đồng, con sông, khu chợ nhỏ. Một người thợ thủ công làm việc trong xưởng với vật liệu ngay trước mắt. Một gia đình có thể nhiều thế hệ chưa từng đi quá vài chục cây số khỏi nơi sinh ra. Và con người thời đó mắt cũng không bị cận thị, không tiếp xúc với những cái đồ điện tử, không nhìn gần như bây giờ, không dí mắt như bây giờ. Trong bối cảnh đó, cận thị không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Nhìn xa hơi mờ một chút không khiến bạn mất việc, không khiến bạn bị xã hội bỏ lại. Vẫn có thể cày ruộng được, vẫn dệt vải được, vẫn sinh hoạt bình thường. Ngược lại, lão thị mới là vấn đề. Khi người ta già đi, không đọc được chữ, không chép được sách, không làm việc trí óc được nữa. Đó và là một tổn thất rõ ràng đối với tu viện, trường học, giáo hội. Vì vậy, kính lão ra đời sớm hơn, đơn giản vì người ta cần nó hơn. Và kính cận thì ra đời muộn hơn. Từ cuối thời Trung Cổ sang thời Phục Hưng, châu Âu đã chứng kiến một loạt những chuyển biến. Thương mại mở rộng, các thành phố mọc lên, tàu thuyền không chỉ đi ven bờ mà bắt đầu vượt biển. Con người không còn sống khép kín trong làng xóm mà di chuyển ngày càng xa hơn. Và cùng lúc đó, khả năng nhìn xa chính xác bắt đầu trở thành một yêu cầu sống còn. Hãy thử đặt mình vào một thủy thủ thời đó. Bạn cần nhìn bờ biển từ xa, nhìn cột buồm của những tàu khác, nhìn tín hiệu trên biển, nhìn sao trời để định hướng. Nếu mắt bạn bị mờ khi nhìn xa, bị cận thị thì sao?
Sai số không chỉ là vài mét mà có thể là cả mạng sống. Một người cận thị nặng trên tàu Viễn Dương là một rủi ro quá lớn. Không chỉ hàng hải, thương mại kéo dài theo bản đồ sổ sách con số tín hiệu. Bản đồ không phải để nhìn sát mặt mà để trải ra và quan sát tổng thể. Bảng hiệu cửa hàng bắt đầu xuất hiện trong các đô thị đông đúc. Người lính cũng cần phân biệt quân địch từ khoảng cách xa hơn. Người buôn cần nhận ra đoàn hàng đang tiến gần đến từ đầu phố. Chính trong bối cảnh đó, cận thị lần đầu tiên bị lộ diện như một khuyết điểm nghiêm trọng. Trước kia, nó có thể bị bỏ qua, nhưng giờ đây, nó trở thành rào cản rõ ràng đối với công việc, thương mại và quân sự. Và khi xã hội bắt đầu cần đến nó, thì công nghệ bắt đầu tìm cách chữa. Lúc này, những kiến thức quang học tích lũy từ kính lão được xem ra ứng dụng nhưng theo hướng ngược lại. Nếu mà thấu kính lồi giúp hội tụ ánh sáng thì thấu kính lõm sẽ giúp ánh sáng phân kỳ, điểm hội tụ ra xa hơn. Nói một cách bình dân, kính cận không làm mắt khỏe hơn mà giúp ánh sáng đi đúng đường để đến với võng mạc của người cận thị. Tuy nhiên, việc chế tạo kính cận khó hơn kính lão rất nhiều. Sai số nhỏ trong độ cong cũng có thể khiến hình ảnh bị méo mó, gây đau đầu chóng mặt. Trong khi đó, mỗi người cận thị một kiểu khác nhau, không còn chuyện nhiều người dùng chung một kính như kính lão thời kỳ đầu. Điều này khiến kính cận ban đầu vừa hiếm vừa đắt vừa khó sản xuất hàng loạt. Vì thế, dù xuất hiện từ thế kỷ thứ 15, kính cận cũng lan tỏa chậm hơn kính lão. Nó gắn liền với những người buộc phải nhìn ở khoảng cách xa, thủy thủ, thương nhân, sĩ quan, người làm bản đồ. Phải đến khi chữ in đại trà, giáo dục phổ biến và đô thị hóa mạnh mẽ, kính cận mới thực sự bước ra khỏi phạm vi chuyên biệt để trở thành vật dụng quen thuộc. Và từ khoảnh khắc đó, kính cận không còn là một phát minh phụ trợ, mà trở thành tấm vé để con người tiếp tục tham gia vào một thế giới ngày càng rộng lớn hơn. Kính cận đã âm thầm thay đổi thế giới như thế nào? Hãy tưởng tượng thế này, nếu không có kính, một học giả 40 tuổi bắt đầu mờ mắt, 50 tuổi không đọc được chữ nhỏ, 60 tuổi bắt buộc phải ngừng viết và ngừng nghiên cứu. Nhưng nhờ có kính cận, con người bắt đầu kéo dài tuổi lao động trí tuệ thêm hàng chục năm. Không phải ngẫu nhiên mà từ khi kính phổ biến, ta thấy các nhà khoa học sống và làm việc lâu hơn, sách vở nhiều hơn, tri thức tích lũy nhanh hơn. Kính nó không gây ra chiến tranh, không thay đổi biên giới, không tranh giành quyền lực, nhưng nó thay đổi tốc độ phát triển của văn minh nhân loại. Nhiều người nghĩ kính thiên văn, kính hiển vi là đỉnh cao, nhưng mà thực tế kính mắt ra đời trước rồi mới đến kính thiên văn, sau đó mới đến kính hiển vi. Tức là con người học cách sửa mắt của mình trước rồi mới nhìn ra vũ trụ và vi mô. Một phát minh rất đời, rất nhỏ nhưng mở đường cho những phát minh vĩ đại hơn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.